các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn đan một mẫu khăn khá là đơn giản ha. Mẫu này thì được gọi tên là đan cốt xương rồng ha. Cái mẫu này thì hai mặt nó giống nhau nha các bạn. Thì và cái số mũi bắt, cái số mũi đan nó cũng dễ á. Thì ở đây thì tụi mình sẽ làm sử dụng kim 5mm của loại Lamia. Đây kim này nha các bạn. Mã số kim là 5mm ha. Kim này thì là một trong những kim được xem là đan kim gỗ mà đan khá là trơn như là kim kim loại các bạn ha, vì nó được phủ một cái lớp bên ngoài bóng á. Và len mình sử dụng là len Lanagon ha. Màu 221 nha các bạn. Mình sẽ bắt đầu ha. Ở đây với cái mẫu khăn này thì chúng ta sẽ bắt số mũi là số chẵn nha các bạn. Thì để làm một cái khăn thì thông thường các bạn sẽ bắt từ 36 đến 40 mũi để có một cái độ rộng của khăn là khoảng 18 đến 20cm ha. Còn cái chiều dài thì tùy theo các bạn muốn làm cái khăn dài hay ngắn thôi. Thường thì khăn sẽ dài khoảng 1m8 đến 2m. Ở đây thì do là mình demo cho các bạn nên mình chỉ bắt 10 mũi thôi ha. Chúng ta sẽ dùng cách bắt bình thường nha các bạn. Chúng ta bắt lỏng tay ở cái hàng này để cho cái hàng sau chúng ta đâm kim được dễ ha. Rồi 2, 4, 6, 8, 9. Rồi mình vừa bắt được 10 mũi rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô hàng thứ nhất. Các bạn có thể theo dõi lại cái chạc mà tụi mình đính kèm trong cái video nha. Thì đầu tiên, cái mũi đầu tiên này, các bạn nhớ là lấy cái đầu dây dài ha. Cái đầu dây ngắn là cái đầu dây mà tụi mình sẽ giấu đi khi mà hoàn thành sản phẩm ấy. Chúng ta bắt đầu với dây dài ha. Thì mũi đầu tiên chúng ta sẽ đan là mũi xuống, hay còn gọi là mũi ca ha. Sau đó chúng ta sẽ đưa dây từ phía sau lên phía trước như thế này. Rồi chúng ta sẽ trượt. Và trượt thì chúng ta để hướng kim như là đâm kim của mũi lên ấy, hay gọi là mũi B ấy. Đó, chúng ta để kim như thế này và trượt qua thôi, không đan ha. Rồi sau đó mũi tiếp theo là chúng ta sẽ đan mũi xuống tiếp, là mũi K nha các bạn. Rồi. Và chúng ta sẽ lặp lại cái vòng lặp là đưa dây ra phía trước nè, xong rồi trượt một mũi này theo theo chiều của mũi cái B ha, sau đó là một mũi K. Đó, chúng ta cứ lặp lại cái vòng lặp ba bước như vậy cho đến khi còn một mũi cuối cùng thì chúng ta sẽ đan mũi K. Đưa dây ra trước nè, trượt nè, rồi đan K nè, đưa dây ra trước, trượt, đan ca. Sau đó còn mũi cuối cùng này thì chúng ta đan ca thôi. Rồi như vậy là mình đã kết thúc vòng 1 ha. Thì có thể là một vài vòng đầu thì chúng ta sẽ chưa thấy được cái hình dáng của khăn, thì các bạn cứ đan khoảng tầm 10cm thì chúng ta sẽ thấy được cái độ cái họa tiết của cái khăn ấy. Cái hàng thứ hai này thì quan trọng này các bạn nhớ, và chúng ta sẽ lặp lại hàng thứ hai cho đến khi mà chúng ta đạt được cái độ dài của khăn. Thì cái hàng thứ hai này đang gần tương tự cái hàng thứ nhất, thì mũi đầu chúng ta cũng sẽ đan mũi K ha. Sau đó chúng ta cũng sẽ lặp lại một cái vòng lặp là đưa dây ra trước nè, trượt một mũi. Nhưng ở khác ở đây là chúng ta sẽ đan hai mũi chập, tức là hai cái vòng dây này chúng ta sẽ đan là mũi K2 together, hay còn gọi là mũi giảm của K đó các bạn. K2 TLG. Rồi đó. Và chúng ta sẽ lặp lại cái vòng lặp này cho tới cái mũi cuối cùng này chúng ta sẽ đan mũi K. Đây, chúng ta đưa dây ra trước nè. Trượt.
trượt một mũi theo theo hướng của mũi B. Sau đó chúng ta sẽ chập hai mũi tiếp theo này. Rồi đó, đưa dây ra trước. Trượt một mũi. K2 together. Đưa dây ra trước. Trượt một mũi. Chập hai mũi. Rồi còn mũi cuối cùng này thì chúng ta sẽ đan ca ha. Đó, mình đã làm xong vòng 2. Cái vòng thứ hai này thì chúng ta sẽ lặp lại cái vòng thứ hai thôi nha các bạn. Chỉ lặp lại một vòng hai này cho đến khi đạt được độ dài mong muốn của khăn ha. Đây là các bạn cứ lặp lại hàng hai cho đến khi đạt độ dài mong muốn ha. Do là ở đây mình làm demo cho các bạn nên là mình chỉ làm khoảng 10cm rồi mình dừng nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiết mũi nha các bạn. Chiết mũi để kết thúc sản phẩm ấy. Thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ đan một mũi K ở đây ha. Mình sẽ đâm mũi K ở đây ha. Đi một mũi K ở đầu hàng này. Sau đó là một mũi K ở đây nữa. Sau đó chúng ta sẽ choàng cái dây này qua cái dây này. Là chúng ta chiết được một mũi. Ha. Rồi do ở đây là cái mũi nó là cái mũi mũi chập á các bạn, nên là ở đây chúng ta phải chập lại hai cái dây này đã bằng một mũi K. Sau đó chúng ta mới trượt qua nha các bạn. Rồi, ở đây thì là một mũi bình thường thì chúng ta đan một mũi K ha. Chỉ khi nào gặp cái sợi nó chập ấy thì chúng ta mới chập lại trước rồi chúng ta mới choàng qua. Đây, hai mũi kế bên hai dây này là chúng ta sẽ chập lại nè. Sau đó chúng ta mới chiết. Tại sao chúng ta phải chập là để tránh tình trạng dư mũi á các bạn nha. Nếu mà gặp mũi thường thì chúng ta đang ca luôn, còn cái gặp mũi mà hai cái mũi nó xoắn cái dây vào nhau thì chúng ta phải đang chập. Đây ha, chúng ta đang chập ở hai cái mũi này. Rồi các bạn cứ làm như vậy đến hết nha.